Mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Anh Thắng rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút của bản tin ngày hôm nay. Bản tin sẽ có một số tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Hưng Yên không chỉ có nhiều giống nhãn quý như đường phèn, hương chi, miền thiết hay tế sáu mà còn có giống nhãn quý Cùi Vân ở xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi. Hiện toàn xã có khoảng 20 hectare nhãn Cùi Vân, năm nay sản lượng nhãn Cùi Vân ước đạt khoảng 20 tấn quả. Được biết, cây nhãn Cùi Vân già nhất hiện khoảng 80 năm tuổi. Giống nhãn này có đặc điểm cùi dày, trắng trong, hơi ngà vàng và có các đường vân nên được người dân địa phương đặt tên là nhãn Cùi Vân. Nhãn có năng suất cao, chùm to, chùm quả, kích thước quả đồng đều. Trung bình 1kg nhãn chỉ từ 60 đến 70 quả. Nhãn Cùi Vân đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chứng nhận sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên và đạt giải nhì tại cuộc thi nhãn ngon tỉnh Hưng Yên năm 2020. Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, nông dân xã Đồng Thanh, huyện Kim Động, nơi có diện tích cây có múi lớn nhất tỉnh đã tập trung tháo gạn nước để tránh gây ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Xã Đồng Thanh có khoảng 1.000 hộ trồng cây ăn quả, chủ yếu là trồng cam và bưởi, với diện tích khoảng 250 hectare được chuyển đổi từ đất nông nghiệp. Ảnh hưởng của cơn bão số 2 đã làm gần 150 hectare cây trồng trong xã bị úng cục bộ. Ngay sau ngớt mưa, các nhà vườn trồng cây ăn quả trong xã đã gạn tháo không để nước đọng vũng quanh gốc cây, làm ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây và chất lượng quả. Đồng thời, chờ đất bạt vườn xe khô, cây hồi phục hẳn mới được tiến hành các biện pháp chăm sóc bình thường. Trong mấy ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền về hình ảnh ô nhiễm nguồn nước ở xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, làm cho cá chết hàng loạt, gây bốc mùi hôi thối. Theo thông tin chúng tôi tìm hiểu được biết, do mấy trận mưa kéo dài, thôn Thiết Trụ đã xả nước qua thôn Bằng Nha xuống thôn Đa Hòa. Vốn là nguồn nước ô nhiễm, làm cho trên 5 bộ ao ở thôn Đa Hòa có cá bị chết hàng loạt. Đây chủ yếu là cá tự nhiên của các đầm sen. Tuy vậy, do lượng cá chết nhiều đã gây nên hôi thối. Được biết sáng nay, chính quyền xã Bình Minh đã triển khai các biện pháp để ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm. Hiện nay tuyến đường huyện 72 qua địa bàn thôn Lương Xá và Tiên Cầu, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động đã xuống cấp trầm trọng. Nhiều điểm hố sâu khi mưa xuống ngập gần 50cm, gây mất an toàn giao thông. Hiện trên tuyến có khoảng 2km đường xuống cấp trầm trọng thuộc hai thôn Lương Xá và Tiên Cầu, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động. Mặc dù đơn vị quản lý khai thác đường của tỉnh đã khắc phục tạm thời bằng việc đổ đá dăm vào những chỗ xuất hiện ổ trâu ổ gà, nhưng do trong thời gian qua mưa lớn kéo dài đã xô đá dăm tạo ra những thùng vũng khiến cho phương tiện qua đây mất an toàn, đặc biệt đối với mô tô xe gắn máy khi đi trời tối. Hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa 28 bị cáo vụ sai phạm đất đai ở Bình Dương ra xét xử. Trong vụ án này, ông Trần Văn Nam, cựu bí thư tỉnh ủy Bình Dương bị truy tố vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí. Cáo trạng xác định, ông Trần Văn Nam và ông Trần Thanh Liêm, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã ký những văn bản đồng ý áp giá đất thấp hơn mức quy định để giao các diện tích đất vàng cho Tổng Công ty mùng 3 tháng 2. Thời điểm đó, do bị cáo Nguyễn Văn Minh làm chủ tịch, sau đó bị cáo Nguyễn Văn Minh cùng cấp dưới dùng các diện tích đất này để góp vốn vào các công ty tư nhân, biến đất công thành đất tư, hưởng lợi số tiền lớn. Các bị cáo trong vụ án được xác định gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 1.745 tỷ đồng. Dù lễ phóng sinh vào dịp rằm tháng 7 đã qua, nhưng mạng xã hội vẫn xôn xao chia sẻ một đoạn clip ghi lại cảnh hai nhà sư cùng nhiều người dân đi phóng sinh cá hải tượng. Theo đoạn clip ghi lại thì con cá hải tượng có kích thước khủng, phải nhiều người bê mới nổi. Việc thả phóng sinh cá hải tượng khủng xuống sông khiến cộng đồng mạng tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng hành động này vô tình đe dọa đến sự sống của các loài cá khác, gây mất cân bằng sinh thái, đi ngược lại với ý nghĩa của việc thả cá phóng sinh. Phóng sinh cá hải tượng là hành động phản cảm, thậm chí vi phạm quy định của pháp luật. Theo chuyên gia của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, cá hải tượng có nguồn gốc từ Nam Mỹ và có đặc tính hung dữ, ăn tạp, ăn các loài cá tôm. Nếu thả cá này ra môi trường sẽ ảnh hưởng đến các loài cá khác, là mất cân bằng sinh thái. Việc thả các loài ngoại lai nhập khẩu là vi phạm quy định của pháp luật. Mâu thuẫn khi mượn điếu cày ở quán nước, một nam thanh niên bị đối phương dùng chính vật đang hỏi mượn đánh tử vong. Sự việc xảy ra chiều 14 tháng 8 tại xã An Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Nạn nhân trong vụ việc trên là một thanh niên sinh năm 1998, trú tại thôn Cây Dường, xã An Bình, huyện Lạc Thủy. Trước khi bị hại, thanh niên này ngồi quán nước qua bàn kế bên hỏi mượn điếu cày. Lúc này, một nhóm thanh niên trú tại thôn Đồng Giặt, xã An Bình cũng đang ngồi uống nước bên trong quán.
Quá trình lời qua tiếng lại, hai bên đã xảy ra xô xát. Đỉnh điểm, một người đã dùng điếu cày đập mạnh vào nam thanh niên sinh năm 1998, khiến anh này bất tỉnh. Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Một đoạn clip do camera hành trình ghi lại vào tối 14 tháng 8, khi đang đi trên cầu Cửa Hội nối tỉnh Nghệ An với Hà Tĩnh, thì bất ngờ một cháu bé đang chơi đùa trên giải phân cách bị tuột tay, ngã ngay trước đầu xe ô tô đang di chuyển. Với những gì xảy ra trong clip, nhiều ý kiến đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của người lớn cũng như ý thức của người dân khi vui chơi ở một nơi nguy hiểm như vậy. Theo đó, vào tối cùng ngày, có nhiều người dân đi lên cầu và ngồi ở giải phân cách giữa cầu để hóng gió. Bất ngờ, một bé gái trong lúc đi với người lớn trong gia đình bị tuột tay ngã xuống lòng đường đúng lúc chiếc xe có camera hành trình di chuyển tới đây. Rất may, do tài xế đi với tốc độ không cao nên vẫn có thể đánh lái và tránh được vụ tai nạn, dù rằng thời điểm đó bé gái chỉ cách mũi xe trong gang tấc. Đoạn clip sau khi đăng tải đã khiến rất nhiều cư dân mạng bức xúc bởi không ít trường hợp do người lớn lơ là trách nhiệm, không trông nom con em cẩn thận dẫn đến những vụ tai nạn đau lòng. Ngày 14 tháng 8, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã tạm giữ nghi phạm bạo hành bé trai hơn 3 tuổi bỏ vào tủ cấp đông. Công an tỉnh Hà Nam tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Trường Giang, 26 tuổi, trú tại thôn 8, xã Chính Lý, Lý Nhân để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Theo cơ quan công an, Trường Giang được xác định là nghi phạm dùng chày bằng kim loại đánh cháu bé 3 tuổi cạnh nhà Giang. Sau đó, lấy sợi dây dù, dây buộc giày buộc qua cổ cháu bé siết chặt rồi đặt cháu vào bên trong thùng các tông đưa vào tủ cấp đông để che giấu hành vi phạm tội. Cháu bé 3 tuổi bị nhốt trong tủ cấp đông sau 2 giờ may mắn, được gia đình và mọi người tìm thấy kịp thời, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Rạng sáng hôm nay ngày 15 tháng 8, trên địa bàn xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 2 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 39, đoạn qua thôn Tả Thượng, xã Chính Nghĩa, giữa hai xe mô tô. Hậu quả là một người chết tại chỗ, một người tử vong trên đường đến bệnh viện và một người bị thương. Hai phương tiện bị hư hỏng nặng. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Chuyển sang phần tin quốc tế. Giới chức Ai Cập vừa công bố kết quả điều tra sơ bộ vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại một nhà thờ khiến ít nhất 41 người thiệt mạng và 16 người bị thương. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy sự cố chập điện là nguyên nhân chính dẫn tới vụ hỏa hoạn tại nhà thờ Thiên Chúa Giáo ở quận Imbaba, thành phố Giza vào sáng 14 tháng 8. Sau sự việc nghiêm trọng trên, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã gửi lời chia buồn tới Ai Cập. Trước đó, Tổng thống Ai Cập, ông NCC cho biết lực lượng chức năng sẽ làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ các nạn nhân của vụ hỏa hoạn. Theo các thông báo mới nhất, gia đình của các nạn nhân vụ hỏa hoạn sẽ nhận được một khoản hỗ trợ ban đầu trị giá 5.000 đô la Mỹ. Một nông dân ở Albany đã tận dụng bã cà phê thừa để làm phân bón cho cây. Điều này không những giúp đất trồng cây trở nên tơi xốp mà còn chống được nấm và sâu bệnh. Nông dân Alban Kakali thường xuyên thu gom bã cà phê bị vứt bỏ ở các nhà hàng, sau đó tái chế thành phân bón cho trang trại. Anh chia sẻ rằng ý tưởng này xuất phát do giá phân bón và các loại thuốc trừ sâu khác dùng trong nông nghiệp tăng cao, buộc anh phải tìm phương án để thay thế. Mỗi ngày, Kakali thường thu lượm khoảng 10kg bã cà phê từ một số quán cà phê ở địa phương, sau đó trộn chúng với rác thải sinh hoạt và ủ trong vòng 3 tháng trước khi đem bón cho cây. Nhờ loại phân bón hữu cơ này mà trang trại rộng 1 hectare của anh luôn xanh tốt. Không chỉ áp dụng cho trang trại của gia đình, anh còn phổ biến cho các trang trại khác trong vùng. Nhằm đối phó với những đàn châu chấu khổng lồ phá hoại mùa màng, chính quyền khu vực Tân Cương của Trung Quốc đang thử nghiệm một giống gà chạy nhanh, kháng bệnh tốt để kiểm soát số lượng châu chấu trên đồng cỏ. Chương trình thử nghiệm được thực hiện hồi tháng 5 vừa qua với 5.000 con gà thuộc giống mới có khả năng chạy nhanh, kháng bệnh tốt. Những đặc tính này giúp chúng hiệu quả trong việc tiêu diệt châu chấu. Theo tính toán, mỗi ngày một con gà có thể ăn hết 100 con châu chấu. Việc sử dụng gà để diệt châu chấu không những giúp bảo vệ đồng cỏ theo cách thân thiện với môi trường mà còn giúp nông dân tăng thu nhập đáng kể. Bản tin 18h30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ này ngày mai.